Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết những ngày qua thuận lợi, người dân Đà Nẵng đã và đang tích cực hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2022. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại huyện Hòa Vang. Vụ hè thu này, toàn huyện Hòa Vang sản xuất hơn 2.050 ha lúa, trong đó có 3 giống chủ lực là Hà Phát 3, DT100 và HT1. Theo ghi nhận tại các xã Hòa Phước, Hòa Khương và Hòa Phong, lúa đã được thu hoạch gần xong, chỉ còn lại một số diện tích trà 3 xạ muộn, nên Ủy ban Nhân dân các xã chỉ đạo các hợp tác xã tiếp tục hỗ trợ máy móc, phương tiện để người dân thu hoạch sớm trước khi vào mùa mưa. Đợt thu hoạch cuối cùng này dự kiến sẽ kết thúc trong 2 đến 3 ngày tới. Địa phương cũng chỉ đạo các thôn phối hợp với hội nông dân, đoàn thể, vận động nhân dân triển khai thu hoạch đồng loạt. Hiện nay đã thu hoạch khoảng 70% diện tích lúa để tránh cái việc mưa gió rồi đổ ngã gây thiệt hại đối với diện tích lúa còn lại. Tiếp tục thì chúng tôi cũng theo dõi và chỉ đạo các thôn tiếp tục thu hoạch dứt điểm trong cái dịp lễ này, tập trung thu hoạch dứt điểm. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang, mặc dù vụ hè thu này vẫn bị ảnh hưởng bởi mưa trái mùa, tuy nhiên tổng diện tích hư hại không đáng kể. Cùng với việc sâu bệnh và dịch hại trên cây trồng được các ngành địa phương kiểm soát tốt, nên năng suất lúa hè thu vẫn được đảm bảo. Về cái năng suất của lúa vụ này thì cơ bản thì cũng đạt yêu cầu. Tuy nhiên thì lúa trổ trúng đợt mưa, có một số trà vùng trúng đợt mưa trưa, cho nên cái độ lên lớp chiếm tỷ lệ cũng từ 20 đến 25%, cho nên là gây ảnh hưởng đến cái năng suất lúa trên địa bàn. Thì cái năng suất lúa trên địa bàn hiện nay thì theo gạch thống kê là 57 tạ trên hecta. Trong quá trình mà điều hành sản xuất của cả vụ thì Ủy ban Nhân dân xã là thực hiện là với triển khai chỉ đạo ban dân theo các thôn là Ủy ban xã hàng tuần là có vô ban và kiểm tra đồng, thành lập với đoàn là đi kiểm tra đồng cùng với lại trung tâm khuyến ngư nông lâm của thành phố có cán bộ đứng điểm. Chúng tôi đi kiểm tra đồng thường xuyên, cho nên vụ vừa rồi là không phải là xử lý để mà sau bệnh đến mức mà phải xử lý hóa học, cho nên là hoàn toàn cái vụ vừa rồi không phun xịt một cái xử lý thuốc hóa học gì hết ngoài đồng. Trong vụ này, huyện Hòa Vang cũng tiếp tục sản xuất trình diễn trên diện rộng một số giống lúa có triển vọng như Hương Châu 6, Đài Thơm 8 để theo dõi, đánh giá sự phù hợp cho các vụ sau. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ phát triển bền vững của ngành nông nghiệp thành phố, nhằm tìm kiếm thêm những giống lúa chất lượng phù hợp với thổ nhưỡng của Đà Nẵng.